Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, gây khó khăn rất nhiều trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là những loại nông sản đặc sản theo mùa. Trước khó khăn này, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến Thương mại lồng ghép nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp cung ứng nông sản trong các chương trình giao thương trực tuyến chuyên đề nông sản, thực phẩm với một số thị trường nước ngoài. Điển hình là mới đây, Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020 đã được đánh giá rất thành công. Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020 là hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế đầu tiên về sản phẩm nông sản đặc sản của Việt Nam được tổ chức có sự kết nối đồng thời với nhiều thị trường nước ngoài. Thông qua hội nghị giao thương này, doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài đã hiểu rõ hơn nhu cầu, năng lực của nhau, tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác kinh doanh vì lợi ích của các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch và xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm nhãn. Trên 70 doanh nghiệp nhà nhập khẩu nông sản từ 8 thị trường xuất khẩu nhãn của Việt Nam gồm Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc đã giao dịch trực tuyến với trên 30 nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp nhãn đến từ 8 tỉnh thành của Việt Nam là Bến Tre, Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lạng Sơn và Sơn La. Trong số này, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nhãn lớn nhất của Việt Nam với sự tham gia của trên 40 thương nhân, nhà nhập khẩu đến từ các tỉnh thành như Vân Nam, Quảng Tây, Thượng Hải, Chiết Giang và Trùng Khánh. Sơn La và Hưng Yên, hai tỉnh trồng nhãn lớn nhất miền Bắc Việt Nam, chiếm khoảng 30% diện tích nhãn toàn quốc, có số lượng nhà vườn doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất trong số các doanh nghiệp nhãn Việt Nam góp mặt tại hội nghị. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì cũng không thể ra nước ngoài để giới thiệu các sản phẩm. Rồi nhiều thương nhân, nhà nhập khẩu nước ngoài cũng không thể sang Việt Nam để trực tiếp giao dịch với các nhà vườn trồng nhãn của Việt Nam. Do đó, ngay từ khi chưa vào vụ nhãn thì Bộ Công Thương cũng đã giao Cục Xúc tiến Thương mại lồng ghép nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp cung ứng nhãn trong các chương trình giao thương trực tuyến chuyên đề về nông sản, thực phẩm với một số thị trường ở nước ngoài. Gần đây thì Thương vụ Việt Nam tại Australia đã báo cáo Bộ Công Thương tổ chức chương trình nhãn Việt Nam để giới thiệu hương vị nhãn Việt Nam đến bạn bè, xứ sở, chuột túi và đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc tại Australia. Tại hội nghị ngày hôm nay, tôi hy vọng nhiều cơ hội kinh doanh triển vọng cho trái nhãn Việt Nam sẽ được mở ra từ hội nghị này, cũng như là các doanh nghiệp quốc tế thì cũng sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh với cái sản phẩm nhãn của Việt Nam. Với chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương luôn đặt công tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm để củng cố và mở rộng thị trường nông sản nói chung và trái nhãn nói riêng, nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa phương, các tổ chức quốc tế cùng các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về phát triển thị trường. Việc chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương, kết nối cung cầu đã góp phần đưa nông sản của Việt Nam vào hệ thống phân phối đa dạng cả trong nước và quốc tế, tạo nguồn hàng ổn định, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn, nhằm đem lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020 thành công là bước khởi đầu tốt đẹp, là tiền đề để tiếp tục triển khai xúc tiến tiêu thụ các loại nông sản đặc sản khác. Hiện nay, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng của Việt Nam với trên 70% giá trị xuất khẩu trái cây hàng năm. Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch 9 loại trái cây từ Việt Nam. Ngoài thị trường Trung Quốc, nhãn của Việt Nam cũng đã được phép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Úc. Bộ Công Thương đang tiếp tục đàm phán để mở cửa thị trường cho nhãn và nhiều loại trái cây xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng khác. Để có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của các bộ ngành liên quan, phải khẳng định rằng các địa phương, doanh nghiệp đã tiếp cận tốt và thích ứng nhanh với các yêu cầu mới của thị trường như triển khai cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý trái cây nên đã đáp ứng quy định của các thị trường, đảm bảo việc xuất khẩu không bị gián đoạn. Để đảm bảo việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản đặc sản theo mùa vụ đạt kết quả toàn diện, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các tỉnh, thương nhân, doanh nghiệp và người nông dân cần đổi mới và nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt GAP, Global GAP, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài đến tham quan, khảo sát và ký kết hợp đồng chính thức với đơn vị cung ứng, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chuyên môn và bộ phận thương vụ của các nước để kịp thời cập nhật thông tin thị trường, chính sách biên mậu, hàng rào kỹ thuật đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu.
thì vai trò của Bộ Công Thương là gì và Cục Xúc Tiến là gì? Là chúng tôi bằng tất cả những cái phương thức vốn có thể, đặc biệt là trong bối cảnh Covid này thì không thể đi lại, thì chúng tôi tăng cường đẩy mạnh cái hoạt động giao thương trực tuyến như cái buổi giao thương ngày hôm nay, để nhằm là kết nối các thành phần trong xã hội này với nhau, như là nhà nhập khẩu, như là nhà phân phối quốc tế, như là nhà nhập khẩu ở nước ngoài, như là nhà xuất khẩu của Việt Nam với lại các nhà sản xuất và các nhà xuất khẩu nông sản của Việt Nam với nhau. Đặc biệt thì là cái cuộc giao thương trực tuyến ngày hôm nay là một cái minh chứng rất là rõ ràng và là một cái ví dụ rất là cụ thể cho cái việc là đẩy mạnh và nâng cao cái hiệu quả của cái hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh là ứng dụng công nghệ thông tin và để mà vượt qua được cái dịch bệnh Covid. Có thể nói rằng với những cái diễn biến của đại dịch Covid-19 thì chúng ta phải đa dạng hóa các cái phương thức kết nối giao thương với người dân, với các chủ thể tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng là bằng những hình thức như là các hội nghị trực tuyến, không những ở trong khu vực nội địa mà cả khu vực các cái nhà nhập khẩu quốc tế, đặc biệt là vai trò kết nối của các cái tham tán thương mại và tham tán nông nghiệp của chúng ta tại các cái vùng thị trường lớn, thì chúng ta có cái cơ hội để gần hơn với các cái chuỗi siêu thị, chuỗi tiêu dùng. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng không ngừng đẩy mạnh cái quảng bá trực tuyến. Chúng ta phải xây dựng các cái profile, các cái hồ sơ của các sản phẩm nông sản, rồi các cái sản phẩm thương mại của chúng ta, để làm sao mà cái việc mà thông tin quảng bá nó được đa dạng hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bằng nhiều cái hình thức khác nhau, và đặc biệt là thông tin thì phải liên tục được cập nhật kịp thời. Bộ Công Thương cho biết trong thời gian tới, để nâng cao giá trị nông sản Việt, ngoài việc đẩy mạnh triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại từ trực tiếp đến trực tuyến, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương áp dụng các mô hình trồng các loại nông sản đặc sản chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản nghiên cứu áp dụng công nghệ bảo quản, duy trì chất lượng phẩm cấp cao để tăng giá trị, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm nông sản như nông sản tươi đóng hộp, nông sản sấy khô, các loại đồ ăn, thức uống chế biến từ nông sản nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ đa dạng của người tiêu dùng trong và ngoài nước.